giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 14 Các vị bằng ngữ Xin chào mọi người Chúng ta đã nhắc đến Việc dạy dỗ con cái Thì phải phối hợp cho tốt Giả dạ lại Còn phải kết hợp cương và nhu Kết hợp rộng lượng và nghiêm khắc Vợ chồng phải phối hợp cho thật tốt Mà việc Kết hợp cương nhu thì không những là vợ chồng phối hợp tốt Mà có nhiều lúc Người làm cha, làm mẹ với chúng ta Cũng cần phải vận dụng Phương pháp cương nhu khéo léo Các vị bằng hữu Các vị hiện có ai Đang có con đang học lớp 1 hay không Có vị bằng hữu nào mà Con các vị học lớp 1 hay không Tôi thường hay Mời một người phụ huynh Phối hợp với tôi một chút Tôi nói với người đó Hôm nay tôi giả làm con của chị Gọi điện thoại cho chị Cô ấy giả làm mẹ của tôi Tôi liền gọi điện thoại cho chị Tôi nói mẹ ơi Quyển dựa bài tập con quên mang đi rồi Ngày hôm qua vất vả lắm mới làm xong Mẹ giúp con đem lên trường giới Nhà mình chạy đến đây Chừng hai phút chưa mấy Mẹ là tốt nhất xin mẹ đấy Mau mau đem lên giúp con đi Cái gì bằng hữu vậy có nên đem đi cho nó hay không Có người thì nói nên Người thì nói không nên Rất nhiều phụ huynh Khi xảy ra một sự việc kiểu như vậy Thì do dự rất lâu Tôi nói lúc này mà còn do dự Thì đảm bảo là khi xảy ra chuyện như vậy Thì sẽ như thế nào Nhất định sẽ đem đến cho chúng chúng ta lại xem nếu đem đến như vậy thì sẽ tạo thành kết quả như thế nào có một thì sẽ có hai vô tâm bất thành lễ cho nên có thể là bạn phải đưa đồ đến cho chúng bao lâu nữa các gì bằng hữu có thể là các gì phải đem đến cho chúng suốt cả cuộc đời bởi vì đi theo công tác giáo dục cho nên tôi thường hay quan sát trẻ con thậm chí là quan sát rất nhiều đến những thanh niên trẻ tuổi cũng cảm thấy rất rõ ràng là người càng giúp con cái nhiều thì con cái lại càng không được trân trọng con cái của họ càng cảm thấy cha mẹ giúp mình làm những việc đó việc nên làm thôi tôi còn chính mắt thấy có rất nhiều phụ huynh còn giúp con tìm việc làm tốt sau đó thì lại thương lượng với con cái ba xin con đấy hãy đi làm công việc ở đó được không đứa con đó còn tỏ ra một cái dáng vẻ không mấy hài lòng cho lắm nó nói được rồi nể mặt ba mẹ con sẽ đi thử xem sao nếu biết sớm thì việc gì phải làm như vậy bởi vì sao chúng lại không có tinh thần trách nhiệm như vậy vì sao không có thái độ tự lo liệu đối với sự việc của chính mình như vậy bởi vì ngay từ nhỏ khi chúng xảy ra vấn đề thì ai là người đã giúp cho chúng giải quyết thàn cuộc đều là cha mẹ là ông là bà thậm chí là anh chị em trong gia đình hết thảy đều thay chúng giải quyết vấn đề thế là ngay từ nhỏ hãy xảy ra chuyện gì thì chúng liền nghĩ đến dù gì thì mình cũng có nhiều người giúp đỡ cho nên chúng cũng không thể nào nâng cao được tinh thần trách nhiệm và tính cảnh giác cho nên đừng có xem nhẹ bất kỳ một tác động nào của bạn đối với trẻ ngay từ khi chúng còn nhỏ việc đó đều có thể ảnh hưởng rất là lớn đối với cuộc đời của chúng sau này cho nên việc giáo dục thì có ba chữ vô cùng quan trọng gọi là thận ư thủy thủy là bắt đầu khi mới bắt đầu mà bạn dùng phương pháp đối với chúng không đúng thì có thể là cả đời của chúng cũng không kéo trở lại được cho nên chúng ta nhìn thấy hiện nay có rất nhiều người cũng đã lớn đến hai mươi mấy ba mươi tuổi rồi mà rất nhiều việc nhà Lẫn công việc vẫn phải khiến cho cha mẹ của chúng bận tâm rất nhiều Thậm chí là còn phải nhờ đến cha mẹ chăm lo cho chúng về mặt kinh tế Đây là không có nuôi dưỡng được một cái thái độ có trách nhiệm đối với cuộc đời của chính mình Lưu Tiên Sinh rất là biết cách dạy con là chú Lưu Chú đem thí dụ này để giải thích rõ cho tôi nghe Chú nói con gái của chú Lần đầu tiên quên mang quyển vở bài tập Gọi điện về nhà nhờ chú đem lên Ba là thương con gái nhất Mẹ thì tương đối thương con trai hơn Nhưng mà chú rất có lý trí Chú liền nói với con gái của mình Không mang theo vở bài tập là sẽ sót tự con làm ra Vậy thì phải tự mình chấp nhận hậu quả Sau đó liền dập điện thoại xuống Tôi tin là sau khi tắt điện thoại Thì trong lòng đứa con gái như thế nào Sẽ chấn động một chút Sẽ để lại ký ức sâu sắc Động tác dập điện thoại xuống đó là uy nghiêm Đứa con gái của chú Đến chiều Thì ta học trở về Các gì bằng hữu Có cần phải tiếp tục Trách mắng hay không Cần hay không gì Ông bà xưa có câu nói là phải trung dung Quá hung thì sẽ tổn thương đến tình thân Quá tốt thì chúng sẽ không có trách nhiệm Đều cảm thấy đó là việc nên làm Cho nên bởi vì đã dập điện thoại đối với nó Thì trở về lại thì phải tình nghĩa Chứ không thể lại dữ dằn trách mắng Cho nên khi chúng trở về nhìn thấy đứa con gái mặt mày ủ rũ Giờ lúc này Thì người làm cha liền đi đến hỏi nó ông hỏi hôm nay con có bị thầy phạt hay không con gái của chú gật đầu tiếp đến cha của nó nói ba sẽ dạy cho con một phương pháp đảm bảo sau này con sẽ không bị thầy giáo phạt vì những chuyện như vậy nữa cha vừa nói như vậy thì đôi mắt của đứa con gái liền sáng lên là phương pháp gì vậy nói cho con nghe đi người cha liền nói với nó chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ thì lấy sổ ghi nhớ ra rồi lấy hết sách giáo khoa ngày mai học ra sau đó thì đánh dấu lại lại lấy hết giữa bài tập ra lấy giữa bài tập đã làm xong bỏ vào trong cặp sau đó lại đánh dấu đánh dấu cho hết rồi thì có nghĩa là đồ đạc của con đã chuẩn bị xong rồi vậy thì con có thể ngủ một giấc thật là ngon không chỉ là kiến tâm của đứa trẻ có thể an tâm đi ngủ mà là quan trọng hơn là giúp huấn luyện cho nó năng lực tự quản lý lấy cuộc sống của chính mình cái gì bằng hữu khi nào thì một đứa trẻ mới học năng lực quản lý cuộc sống có phải là học lên tới học viện quản lý rồi mới học hay không rất nhiều năng lực đều phải tích lũy từ ngày này qua tháng nọ đều là công phu nước chảy đá mòn tuyệt đối không phải là năng lực hình thành chỉ trong chốc lát vì thế mà hiện nay những học sinh bước ra từ khoa quản lý doanh nghiệp của trường đại học danh tiếng bạn nhìn thấy cái bàn của chúng lộn xộn thì bạn có dám dùng người đó hay không dám hay không ngay cả cuộc sống chính mình còn không sắp xếp cho ổn thỏa bạn còn để cho người đó quản lý công ty hay sao cho nên một người mà cuộc sống được gọn gàng ngăn nắp Thì cách họ suy nghĩ Cách họ đối diện với vấn đề sẽ thành mạch phân minh Cho nên cái quản lý học đó của chúng Là phải được dung trồng ngay từ nhỏ Bởi vì sao mà con của chú Khi bước ra đi xin việc Thì ông chủ đã nói với nó Là anh muốn được bao nhiêu lương thì cứ việc nói Những năng lực như vậy đều là phải học Hình thành từ nhỏ cho nên khi trẻ nào học xong để tự quy Thì chúng sẽ hình thành được cả một quy phạm của cuộc sống Khi làm việc gì cũng khiến người khác yên tâm Đối với người lại rất khiêm cung Đều chiếm được rất nhiều tình cảm Cho sự đề bạc của lãnh đạo cấp trên Cho nên làm thế nào để con trẻ Cả cuộc đời có thể đạt được rất nhiều trợ lực Việc làm quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là Giúp chúng hình thành nên thái độ làm người Làm việc Cho nên khi tôi chia sẻ Với các phụ huynh Tôi nói các vị bỏ ra thời gian 3 đến 5 năm Mà có thể khiến cho con cái của bạn cả đời được lợi ích Việc này mới chân thật là Thù lao cho việc đầu tư của bạn Cho nên nhu cương kết hợp vừa rộng lượng vừa nghiêm khắc chúng ta đều có thể dùng vào mọi phương diện của việc giáo dục con cái người việc giáo dục con cái ra thì bầu không khí trong gia đình đều cần đến hai vợ chồng cùng tạo nên bầu không khí mà tốt con cái được lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì nhân cách của chúng sẽ kiện toàn nhưng mà bây giờ chúng ta hãy xem lại một chút Hiện nay mối quan hệ vợ chồng có tốt hay không gì Không tốt Xung đột rất nhiều Kỳ thực chúng tôi lúc trước có nói đến Không chỉ là con người với nhau Vợ chồng với nhau có xung đột Mà bản thân mình Cũng xung đột với chính mình Bởi vì tâm lượng của con người Càng ngày càng nhỏ Tâm con người ta chỉ biết nhìn thấy khuyết điểm của người khác Đều không biết Tự kiểm thảo thái độ của chính mình Tôi làm công tác Thúc đẩy văn hóa tại Hải Khẩu Lần đầu tiên Cùng ngồi ăn cơm với một nhóm bạn Người chung một bàn Trong lúc ăn cơm Trong lúc nói chuyện tôi mới biết được Trong số người ngồi chung bàn Thì có bốn người là nữ mà đã có đến ba người đã ly hôn người còn lại thì chuẩn bị ly hôn làm sao đây gặp nhau là có duyên rồi bữa ăn này của chúng tôi không thể vô nghĩa được làm sao để đừng có lỗi với những người có duyên này cho nên tôi liền mau chóng quan sát thời cơ xem có lúc nào thì có thể khuyên bảo họ ra sức cứu gỡ tình thế rối rắm này để thay đổi trở lại cách nghĩ của họ cho nên trong lúc nói chuyện với nhau Tôi cứ quan sát đi tìm cơ hội Đột nhiên đề tài có chuyện vừa thay đổi Tôi liền nói Giữa vợ chồng với nhau Chỉ cần giữ một câu chân ngôn Bảo đảm là Sống đến bạc đầu Chỉ cần giữ một câu này là được rồi Vì đồng nghiệp Sắp ly hôn này liền mở mắt rất to Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất cố gắng lắng nghe Chuẩn bị nghe tôi nói ra tiếp theo tôi nói từ lúc kết hôn trở về sau chỉ nhìn vào ưu điểm của đối phương không nhìn vào khuyết điểm của đối phương tôi lặp lại như vậy một lần nữa chỉ nhìn vào ưu điểm của đối phương không nhìn vào khuyết điểm của đối phương tôi nói những lời này xong vị nữ bằng hữu này liền châu mày lại trả lời tôi một câu thầy thái ơi khó lắm các gì bằng hữu có khó hay không vậy có lần khi tôi diễn giảng tại Châu Hải tôi vừa nói xong câu nói này thì phía dưới liền có một người nữ trả lời tôi một câu nói chẳng có ưu điểm gì cả cô ấy lập tức trả lời tôi một câu là không có ưu điểm gì đáng để nói cả tôi nhìn người phụ nữ đó tôi liền đáp lại cô tôi nói chồng của chị không có ưu điểm tại vì sao lại dám lấy anh ta tôi thật sự là không phục chị con người mà tính khí nổi lên khi nhìn người khác mà không vừa ý thì có còn nhìn thấy được ưu điểm của đối phương nữa không không nhìn thấy dục khiến không còn sáng suốt con người khi tính khí nổi lên thì cái gì cũng không còn thấy nữa cho nên tiếp thêm bước nữa là Chúng tôi dẫn dắt cho cô suy nghĩ Trước khi kết hôn Thì chắc đều đã trải qua một giai đoạn yêu đương nồng nhiệt Những cặp vợ chồng kết hôn với nhau này Thử ngồi con tàu ngược lời thời gian Để về giai đoạn nồng nhiệt nhất xem Chúng ta thường hay nhìn thấy Những người nam nữ trong thời kỳ tình cảm cuồng nhiệt Có thể ấn chứng một câu tục ngữ Chỉ ước lào uyên ương không ước thành tiên Cho nên thường 5 giờ 30 phút tan ca Thì mới 5 giờ họ đã không ngồi yên rồi Họ sẽ nghĩ sao mà thời gian chậm như vậy chứ Chút nữa tôi cùng bạn gái đi xem phim Còn đưa cô ấy đi mua đồ nữa Mỗi ngày chỉ nghĩ đến làm thế nào để bạn gái được vui hơn Cho nên vào lúc đó Thì lúc nào cũng nghĩ đến đối phương mà tôi Lúc nào trong tâm cũng chỉ suy nghĩ là Ta làm được gì cho cô ấy đây ta có thể vì đối phương làm được những gì cho nên mà cảm giác khi yêu là thật ấm áp ngọt ngào khi có một người luôn biết suy nghĩ cho bạn thì bạn sẽ như thế nào sẽ rất lấy làm hoan hỷ thậm chí là đến lúc nửa đêm ngủ mơ cũng còn mỉm cười cứ tưởng là đang nằm mơ vậy bởi vì là trước khi kết hôn thì luôn suy nghĩ cho đối phương cho nên cảm giác vô cùng tốt Cảm giác như được ở trên thiên đường vậy Sau khi cưới nhau xong rồi Sau khi con dấu chứng nhận kết hôn đã được đóng xuống rồi Thì cách nghĩ liền thay đổi Giống dĩ là lúc nào cũng suy nghĩ làm gì đó cho đối phương Sau khi con dấu đóng xuống rồi thì đột nhiên Liền thay đổi cách nghĩ Rằng đối phương phải nên suy nghĩ cho ta như thế nào thì lúc nào cũng yêu cầu đối phương em việc này chưa làm xong việc gì chưa làm tốt cảm giác của chúng ta như thế nào vậy rất có áp lực sống chung với nhau càng ngày càng cảm thấy không được thông cảm không được xem trọng và bao dung cho nên vợ chồng sống chung với nhau áp lực ngày một lớn hơn khi cảm thấy không còn thấu hiểu nhau mà mỗi ngày vẫn phải sống chung với nhau, lâu ngày dài tháng thì sẽ bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên trước hôn nhân thì như thiên đường, sau hôn nhân thì như địa ngục. Vấn đề là ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Là ở chỗ giữa một niềm. Trước là mọi điều đều vì đối phương mà nghĩ sau khi kết hôn rồi thì mọi điều đều yêu cầu người khác cho nên từ thiên đường đã đi xuống tới đâu rồi tới địa ngục rồi vậy có thể nào từ địa ngục lại lên thiên đường không có hay không thành bại đều do con người dựa vào cách chúng ta dụng tâm quan tâm thông cảm để mà duy trì cuộc sống gia đình của chúng ta Có một người nọ Đúng lúc có dịp được gặp một vị tiểu thiên sứ Vị tiểu thiên sứ nói với người đó Ta có thể dắt anh đi xem thiên đường và địa ngục Người này cũng rất hiếu kỳ nói được thôi Vậy bây giờ thiên sứ hãy dắt tôi đi xem địa ngục Coi nó ra làm sao Kết quả là Sau khi người đó đến nhìn thấy địa ngục Là một hàng bàn dài Là một hàng bàn dài Hai bên đều ngồi kín hết người trên bàn lại bày dọn ra các loại món ăn trên bàn đôi đũa của mỗi người đều dài một mét dài như vậy sau đó có tiếng hô bắt đầu thì người ngồi hai bên đều cầm đũa lên gấp lên và ra sức đưa về phía miệng của mình lo sợ mình ăn ít hơn người khác dành không được thức ăn thế là mọi người cùng nhau dành đôi đũa thì quá dài mới nửa đường thì đũa đụng làm thức ăn trơ đầy cả mặt đất không những thức ăn rơi đầy mặt đất mà mọi người còn lớn tiếng mắng chửi nhau nói giận hết mức mọi người đều không ăn được người đã nhìn thấy như vậy cảm thấy không thể tiếp tục xem được nữa nói được rồi tôi không xem nữa bạn hãy đưa tôi đi xem thiên đường xem ra làm sao sau khi đi đến thiên đường người này liền rất kinh ngạc làm sao lại là vẫn là những chiếc bàn giống như vậy Đũa cũng dài đến một mét giống như vậy Đồ ăn thức uống cũng là những món đó Anh ta liền cảm thấy rất bối rối Sau đó cùng một tiếng hô bắt đầu vang lên Tất cả mọi người Đều gấp thức ăn lên Và đốt cho những người đối diện ăn Có những người nhân duyên đặc biệt tốt Chỉ một chút mà có ba đến bốn người Đều gấp thức ăn đốt cho người đó làm người đó sắp nghẹn luôn mà phải nói Đợi đợi chút xíu, để tôi nuốt đã rồi đút vì vậy niệm niệm đều nghĩ đến người khác cho nên ta vì người 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 vì ta người yêu người thường được người yêu lại người kính người thường được người kính lại cho nên hãy niệm tưởng tương tự lợi thì ở địa ngục mỗi ngày còn phải tức giận bán sống bán chết hễ niệm mà đều nghĩ đến cho người thì đi đến đâu đi đến thiên đường bầu không khí ở đó vô cùng hòa thuận cho nên thiên đường và địa ngục chỉ nằm ở trong một niệm khi chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác khi chúng ta lúc nào cũng biết xem trọng ưu điểm của đối phương thì bầu không khí của gia đình sẽ thay đổi Mặc dù tôi chưa kết hôn Mọi người chưa kết hôn cũng không có nghĩa là không hiểu được đạo lý vợ chồng Chúng ta có thể xem nhiều, học nhiều, nghe nhiều Thì bạn có thể luôn suy nghĩ cho anh ấy Có thể hôm nay chồng nhiều muộn một chút Chúng ta có thể bật sẵn một bóng đèn sáng cho anh ấy Sau đó trước khi bạn đi ngủ Thì hãy nấu cái gì đó để sẵn ở bếp là viết một tờ giấy nhắn để ở nơi đó dễ cho nhìn thấy nhất có thể viết là đồ ăn để dành cho anh hãy ăn khi còn nóng cho nên giữa vợ chồng với nhau chưa chắc phải dùng lời nói từng cử chỉ động tác của bạn đều có thể biểu đạt được sự quan tâm chăm sóc tới đối phương tình cảm vợ chồng càng tốt thì không khí gia đình và việc giáo dục con cái tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt hơn Vì thế mà đạo vợ chồng là một đại học vấn Vì sao vậy? Bởi vì đó là một dòng thân thiết nhất trong các mối quan hệ giao tế của con người Gọi là phu phụ đồng thất Ở cùng một ngôi nhà So với quan hệ anh em hay quan hệ cha con còn thân thiết hơn cha con anh em là cùng một gia đình đơn vị đó tương đối lớn hơn cho nên mối quan hệ nhân tế này nhất định phải làm cho được tốt thì mới có thể khiến cho con cái của bạn học tốt được học vấn đề về mối quan hệ giữa con người với con người vì chúng ta hãy xem một chút vợ chồng sống chung thì phải nên tương tác với nhau như thế nào ngoài vì nên xem trọng những ưu điểm của đối phương Chúng tôi vừa mới nhắc ra Phải biết quan tâm đối phương Phải biết hớm hỉnh một chút Ngoài việc tưới nhuần cuộc sống trong gia đình ra Thì trong giám khuấn của Thánh Hiền Có nêu ra phải dùng tướng nhiếp pháp Bốn phương pháp để vợ chồng hòa thuận với nhau Phương pháp thứ nhất gọi là bố thí hay nói một cách khác là mời ăn uống nhiều một chút Tặng quà nhiều một chút Cái gì bằng hữu Cái gì đã bao lâu rồi chưa tặng quà cho bà xã vậy Cái gì đã bao lâu rồi chưa tặng quà cho ông xã vậy Có thể là giật mình nhận ra Hình như là sau khi cưới nhau tới giờ không có tặng quà Vì bạn dụng tâm vào những điều nhỏ nhặt này Đối phương đều có thể cảm nhận được Tôi thường thường hỏi như vậy xong thì đại đa số đều không có đều không có thường xuyên tặng quà hay mời đi ăn uống tôi đều hỏi các vị mỗi lần đi ra ngoài công tác hoặc là đi du lịch ở đâu đó trở về thì có mua quà đem về cho vợ hay không có mua quà cho chồng bạn hay không tôi nhìn thấy một cánh tay dơ lên nhiều lần là của một vị khoảng sáu mươi mấy tuổi cho nên đích thực vẫn phải là dụng tâm Người vợ mà nhận được quà của bạn thì sẽ như thế nào? Trong lòng rất ấm áp Cảm thấy rằng dù anh có đi đến đâu Thì cũng nhớ đến em Phụ nữ rất là dễ dừa lòng Chỉ cần bạn khiến cho họ cảm thấy Là bạn để ý đến họ Thì họ sẽ không tự khó nhọc Cũng có thể sau khi nhận được quà Thì sẽ nói Em sẽ đi nấu cho anh một tô mì nhé Cho nên phải thường mời đi ăn thường tặng quà tiếp đến là ái ngữ nói nhiều lời quan tâm một chút vợ chồng với nhau nói lời không nên xung đột không nên quá trực tiếp thí dụ như người chồng có thói quen ăn uống không tốt lâu dần thì có thể sẽ bị bệnh rất nhiều người vợ nhìn thấy thì không giữ được bình tĩnh lập tức liền mắng mỏ anh cứ ăn đi Mai mốt thì bị cao huyết áp Anh ăn cái này đi Rồi mai mốt bị bệnh tiểu đường Anh ấy sẽ nói như thế nào Tôi tiểu đường thì kể tôi liên quan gì đến cô Những lời quá trực tiếp Thì sẽ có tác dụng ngược lại Phải nên có ái ngữ Để người nghe có thể cảm thấy thoải mái Có thể tiếp nhận Bạn có thể nói với anh ấy là Ông xã à Sao mà tôi nói tôi cũng cảm thấy nổi da gà bạn hãy nói đại loại như vậy ông xã sức khỏe của anh là hạnh phúc của cả cuộc đời em là sự đảm bảo cho cả cuộc đời con cái cho nên sức khỏe của anh rất quan trọng cho nên ông xã khi ăn uống phải hết sức là cẩn thận mấy đồ ăn này không tốt cho sức khỏe của anh ăn xong lần này mới mốt anh không ăn nữa nhé bạn không ở đó mà giành giật với anh ấy anh ấy đột nhiên sẽ nghĩ bạn xem trọng anh ấy đến như vậy vì vậy những lời ái ngữ này thì phải xem sự dụng tâm của chúng ta tiếp đến là lợi hành lợi hành có nghĩa là lúc nào cũng phải khiến cho anh ấy làm việc được thuận lợi giúp anh ấy đẩy thêm một tay kỳ thực lợi hành tốt nhất chính là chúng ta chăm lo cho thật tốt việc trong nhà của mình con cái cũng rất hiểu chuyện như vậy thì người chồng đi làm bên ngoài trong lòng sẽ rất yên tâm rất làm an ủi anh ấy sẽ làm việc rất hăng say cũng có thể toàn tâm toàn ý vào trong công việc cũng không cần phải thường xuyên lo lắng việc trong gia đình cho nên đây là thành tựu sự nghiệp cho anh ấy thành tựu hành vi cho anh ấy đây gọi là lợi hành thậm chí là chồng bạn cùng với một số bạn bè hoặc thân hữu nào đó nói chuyện bạn cũng có thể giúp anh ghi nhớ lại để tránh lúc công việc quá bận rộn rồi quên mất Khi sự việc sắp xảy ra thì bạn hãy nhắc nhở anh ấy Người chồng cảm thấy chút nữa thì quên rồi Anh sẽ cảm thấy có bạn ở bên cạnh thì sẽ rất yên lòng Giúp đỡ cho anh được rất nhiều Đây cũng chính là lợi hành Giả như người vợ không chỉ không có lợi hành Mà còn thường đẩy lùi người chồng của mình Vì thì quá nguy hiểm cho nên chúng ta phải luôn có thể nhìn thấy được điều mà đối phương cần thì mới có thể làm lợi ích cho họ. Sau cùng là đồng sự. Cùng đồng hành với anh ấy để thành tựu một sự nghiệp. Mà tiền đề của việc đồng sự này phải được xây dựng trên sự nhận thức chung. Lúc trước khi bắt đầu, chúng ta đã nêu ra hai sự việc quan trọng nhất trong gia đình. Đó là kinh tế phải ổn định. Tiếp đến, giáo dục con cái phải cho tốt. Khi hai vợ chồng nắm được cái nhận thức chung như vậy Thì sẽ cùng nhau Làm cho gia đình tốt đẹp Đây chính là đồng sự Mà đôi bên cũng còn một cái tâm trách nhiệm Phải làm tấm gương cho xã hội hiện nay xem Hiện nay thiếu một tấm gương cho xã hội là gì? Là vợ chồng Vợ chồng tốt quá, ít ỏi Chúng ta phải định vị chính mình Để biểu diễn thành đôi vợ chồng mẫu mực để cho các cặp vợ chồng khác nhìn thấy chúng ta Thì sẽ ngưỡng mộ Bạn xem người tháng tốt đẹp như vậy mà không sống Như vậy phải cãi giả nhau suốt ngày Cho nên nếu các chị có thể làm ra Một tấm gương cho xã hội ngày nay Vậy thì công đức thật vô lượng Không chỉ là làm tấm gương vợ chồng Mà cũng nhờ Nhận thức chung như vậy mới có thể nuôi dạy nên những thế hệ tương lai Nuôi dạy tốt cho thế hệ sau Thì có thể tạo phước cho gia tộc tạo phước cho xã hội Sự nghiệp như vậy mới là Có giá trị nhất Cho nên vợ chồng Phải có thể cùng nhau thành tựu Cái sự nghiệp vĩ đại đến như vậy Tục ngữ nói Dụng tâm chính là chuyên nghiệp Con người chỉ cần chịu dụng tâm Tuyệt đối đều có thể làm được Bất cứ một việc gì một cách viên mãn Được rồi Phu phụ hữu biệt Bây giờ nói đến cái luân này trong ngũ luân Các vị bằng hữu Giả sử sau khi trở về Lại lập tức đối xử với chồng Có các vị thật là tốt Thì họ nhất định sẽ cảm thấy như thế nào Cảm thấy lạ Có người vợ sau khi trở về Thật sự là rất tích cực Mỗi ngày làm việc đều làm rất là nhất giả có thể làm được bao nhiêu Thì đều toàn tâm toàn lực làm Nhưng mà con mắt cứ luôn nhìn vào chồng Nhìn xem chồng có nhìn thấy họ đang ra sức như vậy hay không Như vậy thì vì ai mà làm Là vì muốn người chồng của họ khẳng định Việc làm của họ thật là tốt Kết quả sau khi cả một tuần Bị người chồng làm ngơ không nhìn thấy Cũng không khen tặng lấy một câu nào Thế là họ liền nổi giận Dứt cái lau nhà xuống Rồi nói em làm nhiều như vậy Mà sao anh lại chẳng nhìn thấy gì vậy như thế thì phải như thế nào Tính khí nổi lên như vậy Thì có thể công sức Đã đổ sông đổ biển hết rồi Chúng ta làm những việc này Không phải là để cho chồng của mình xem Là vì cái gì Vì thành tựu chính mình Mà là vì bổn phận làm mẹ Làm vợ của mình Đối với những việc đáng phải nên làm Chứ không phải để có được sự khẳng định của người nào khác Vì thế động cơ và tâm thái Để làm việc là rất quan trọng Mà tâm thái của bạn càng cảm thấy đó là bổn phận của mình Thì khi bạn làm ra sẽ càng khiến cho đối phương Khiến cho người thân của bạn cảm động Còn khi bạn làm mà có mục đích riêng Thì khó mà cảm động được người khác Cho nên hết thảy đều phải nên Từ tâm chân thật mà làm Thì mới có được sự phát triển tốt chúng ta tiếp theo xem đến luân thứ tư trong ngũ luân là trưởng ấu hữu tự cũng chính là anh em thương yêu lẫn nhau anh em ở trong ngũ luân cũng được xem là vô cùng quan trọng chúng ta suy nghĩ xem người thân theo ở bên cạnh ta lâu nhất là ai đó là anh chị em của chúng ta hầu hết cha mẹ bởi vì lớn hơn chúng ta mấy mươi tuổi cho nên đều sẽ sớm rời xa chúng ta còn anh chị em thì từ nhỏ đã bầu bạn với chúng ta cho đến tận già mà anh em hòa thuận được thì mới thật sự khiến cho cha mẹ yên tâm an lòng cho nên nếu anh em mà sống tốt Kỳ thực chính là một sự hiếu đạo rất tốt Chúng ta xem những thánh hiền nhân ngày xưa này Những vị tổ tông này Quyết đệ của họ thì chung sống hòa thuận như thế nào Triều nhà chu Tại vì 800 năm Vì sao mà họ có thể trị gì được 800 năm Lần trước chúng tôi cũng đã nêu ra một số ví dụ gì họ các gì có lẽ là vẫn còn nhớ thái vương sanh ra vương quý vương quý sanh ra chu văn vương chu văn vương thái vương ngoài việc sanh ra vương quý thì còn có một người con trưởng nữa gọi là thái bá và một người con thứ nữa gọi là trung dung Tiếp sau đó mới tới vương quý Mà Thái vương nhìn thấy cháu của mình là văn vương Trong lòng hoan hỷ Cảm thấy văn vương nhất định sẽ là một người lãnh đạo rất tốt Cho nên cả hai người bác của văn vương Là Thái bá Và Trung Dung Nhìn thấy được ánh mắt đó của phụ dương Thì hai người đó Liền biết được Cho nên Vì để phụ thân truyền lại ngôi vị mà không phải khó xử sợ xảy ra tình huống người cha sẽ bị chướng ngại khi truyền lại ngôi vị cho người cháu trưởng cho nên thái bá và trung dung hai người họ đã đưa nhau đi lên núi không bao giờ trở lại nữa vì thì thái vương liền trực tiếp truyền ngôi lại cho vương quý vương quý lại trực tiếp có thể truyền ngôi lại cho văn vương thái bá và trung dung làm ra những hành vi này là thành toàn được những gì thành toàn cho phụ thân mà cũng tận được tâm hiếu của họ mà đối với anh em họ cũng có thể xả bỏ được tài phú thậm chí là quyền vị cao nhất cũng có thể lễ nhường được việc làm này không chỉ thành toàn được 800 năm thịnh thế của triều nhà Chu Mà cũng thành toàn được nếp sống cho cả xã hội Đều hiểu được tiền của nhẹ Oán nào xanh Đều hiểu được giữa anh chị em với nhau Phải biết lễ nhượng lẫn nhau Sự phân tranh cũng giảm nhẹ Sự phân tranh của xã hội tự nhiên sẽ giảm thiểu Bởi vì Thái Bá làm ra như vậy nên đã cảm động được nghìn dạng bá tánh nhân dân không chỉ là cảm động được nghìn dạng bá tánh nhân dân mà ngay cả học trò đời sau cách xa đến hai ngàn năm như chúng ta đây còn cảm nhận được cái đức hạnh này của thái bá và trung dung bởi vì đời trước đã làm ra tấm gương tốt sau khi truyền lại cho đời sau thì cũng tiếp tục được giữ gìn cho nên Chu Công có người anh là Vũ Vương Hai người họ đều là con cái của Văn Vương Anh em cũng vô cùng yêu thương nhau Vô cùng hòa thuận Vũ Vương khi đó sanh bệnh Rất có thể sẽ qua đời Chu Công viết một bài văn Sau đó đứng trước thần linh Đứng trước bài vị của Thái Vương Vương Quý và Văn Vương Cũng chính là đứng trước mặt của ông Cố Ông nội và cha của mình mà khấn Chu Công nói ông muốn xả bỏ thỏa mạng của mình Để chuyển sang thành thọ mạng của người anh trưởng Để anh của mình có thể tiếp tục an định thiên hạ Thế là sau khi đọc xong lời khấn nguyện Bài văn khấn này được để lại trên bàn thờ tổ tông Ở trong thái miếu Không bao lâu thì vũ vương liền khỏe lại Đó gọi là chí thành như thần Trung Dung nói là chí thành như thần Đích thực là cảm ứng được vũ vương Bệnh tình được khỏe lại vì sao Sau khi Vũ Vương qua đời Nghĩa là thành vương đăng cơ Chu Công vẫn tiếp tục phò tá thành vương Một khoảng thời gian nữa Vì bảo thành vương cho tốt Sau khi vậy xong thành vương Bởi vì có một số người có giả tâm Nên bắt đầu Truyền rau thị phi Chính là nói Chu Công Có thể đang lấn ác cướp ngôi những lời thị phi đã xuất hiện chú công vì không muốn để cho cháu mình thấy khó xử tự mình liền đi về khu vực sơn đông đi về phía đông kết quả là thành vương chính là cháu của Chu công thành vương đúng lúc có một ngày khi đang đi trên đường nhìn thấy trên trời vừa có gió vừa có sấm ông liền cảm thấy nhất định là ông đã có một số việc làm không được thỏa đáng anh trời mới xuất hiện Những hiện tượng dị thường như vậy Cho nên thành vương đã đi đến Thái Miếu để cúng bái Sau đó đã phát hiện ra bài dân khấn của Chu Công Liền mở ra xem xem Sau khi mở ra xem thì thấy Chu Công Vì việc khấn cầu cho người anh của mình là Vũ Vương Có thể kéo dài thêm tuổi thọ mỗi câu viết ra đều rất là thành khẩn thành vương sau khi xem xong trong lòng vô cùng cảm động cũng rất hối hận một người chú tốt đến như vậy mà ông lại để cho chú phải đi về một phương trời xa xôi thế là thành vương đã đích thân đi mời chú công quay trở về để cho chú công có thể làm công việc chế định lễ nhạc để cho triều chu Có thể hưng thịnh Cho nên sự thành tâm này của chu công Đối với huynh trưởng của mình Không những khiến cho người anh được thêm tuổi thọ Mà tinh thần anh em thương yêu nhau này Đã truyền lại được Cho con cháu đời sau của ông Cho nên truyền gia quan trọng nhất là gì? Là Hiếu để cho nên luận ngữ nói hiếu để giả giả kỳ vi nhân chi bổn con người tu đạo chính là phải tu cho được cái tâm nhân từ mà tâm nhân từ của một con người thì bắt đầu từ đâu chính là từ hiếu đạo trong gia đình và tinh thần của để ở trong việc anh em thương yêu nhau vì vậy để lại bao nhiêu tiền cho con cháu con cháu chưa chắc có thể được lợi ích cho nên chúng ta truyền gia thì nhất định phải ghi nhớ trước tiên phải truyền đức hạnh hiếu để vô cùng quan trọng tôi mỗi lần xem đến những câu chuyện này của người xưa thường hay có một mình mà hết sức cảm động cho nên tôi rất sợ khi tôi xem những câu chuyện giáo dục đạo đức mà bên cạnh có người khác đều là tự xem có một mình có khóc thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhưng là một sự sáng khoái rất lớn sâu sắc cảm nhận được thánh hiền xưa có cái tâm như thế nào để đối đãi với người cảm động rồi thì phải mau chóng noi theo mau chóng nỗ lực thực hành giờ thời đường có một vị đại thần tên là lý tích lý tích rất được đường thái tông trọng dụng có một lần lý tích bị bệnh Thái y nói phải có rau của con người Để làm thuốc dẫn Thái tông không cần nói tiếng thứ hai Liền cắt rau của mình xuống Để làm thuốc dẫn cho Lý Tích Lý Tích sau khi nghe được Lập tức liền đi đến trước mặt Hoàng thượng khấu đầu Một người làm quân dương Hết sức là nhân từ Lúc nào cũng nghĩ đến những người cấp dưới thì nhất định sẽ có được sự trung thành của thuộc cấp Rất nhiều sự việc vốn không hề phức tạp Bản thân con người đã đem nó làm cho thành phức tạp Lại không hề dùng đức hạnh để giải quyết vấn đề Đều làm nó thành cái gì vậy Mưu kế ứng biến Cho nên tôi tin là Tăng quốc viên ở trên trời của linh thiên Thì nhất định sẽ kháng nghị Ông sẽ nói ông chân thành vì nước vì dân Mà mọi người lại giết cho ông thành gian trá xảo nguyệt vì vậy sau này chúng ta có cơ hội Thì nên giúp Tăng Quốc Viên Biện bác Bởi vì tôi đã xem qua sách Để ở nhà của Tăng Quốc Viên Thật sự là có thể sâu sắc thể hội được Ông là người vì nước, vì dân Vì cha mẹ, vì anh em Thậm chí là vì con cháu đời sau Ông lý tích Người Việt trung thành ra Phụng dưỡng cha mẹ Chăm lo cho anh chị em Cũng vô cùng tận tâm, tận lực Ông có một người chị đã hơn 80 tuổi rồi vào lúc đó Lý Tích cũng đã bảy mươi mấy tuổi Khi ông đi thăm chị của mình Đích thật ông đi sắc thuốc Bởi vì người xưa Người lớn tuổi thường hay để râu Bởi vì người sắc thuốc thì phải thổi lửa Lúc đó ngọn lửa Bắt cháy luôn cả râu của ông Chỉ có ông nói ở trong nhà Có rất nhiều người hậu họa em hãy bảo họ đi làm là được rồi không cần phải bận rộn như vậy lý tích nói thưa chị chị đã tám mươi mấy tuổi rồi em thì cũng chỉ bảy mươi mấy tuổi em còn được bao nhiêu cơ hội để làm việc gì đó cho chị chứ cho nên có thể có cơ hội vì chị mà nấu cháo thì cũng không còn nhiều nữa cho nên người em luôn nghĩ đến điều gì Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn Chị đã chăm sóc từng ly từng tí đối với ông Cái ân tình này Thật không dám quên Anh chị em có tình nghĩa như vậy Gia hòa Dạng sự đều hơn Tôi và hai người chị của mình Tình cảm cũng rất tốt Tôi còn nhớ khi tôi học đại học Sức khỏe không được tốt cho lắm vào lúc đó cần phải sắc thuốc Để uống Một gói thuốc bắt lớn Đến như vậy Sau đó còn phải sắc hơn một tiếng đồng hồ Sau đó sắc lại còn một chén nhỏ như thế này vào lúc đó tôi ở trong ký túc xá của trường Trong ký túc xá mà bạn sắc thuốc như thế nào Sẽ có rất nhiều người đến gõ cửa để kháng nghị bạn Chỉ có tôi thì ở bên ngoài ký túc xá Lúc đó chỉ là sinh viên năm thứ ba Tôi là sinh viên năm thứ nhất Thế là chị tôi mỗi ngày Đều sáng tối sắc thuốc cho tôi uống Sau khi sắc thuốc xong Còn phải lặn lội đường xá xa xôi Đem chén thuốc đã sắc xong Vào trong trường học để cho tôi uống Trong trường lại không được cưỡi xe Đành phải đi bộ Bởi vì ký túc xá trường cũng nằm bên cạnh trường khác gì đã thấy việc Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy ký túc xá sinh viên nam chưa Không thể nào cho nên chị cũng phải đi bộ một quãng đường rất xa mới có thể đến chỗ ký túc xá của tôi. Khi đến nơi, thì lại thấy tấm biển cấm phụ nữ vào. Chị tôi lại phải đi vòng qua bên ký túc xá đến chỗ của tôi, rồi gõ vào tấm cửa sổ bằng kính, gõ xong rồi lại ngoắt tôi đến, kêu tôi hãy đến uống thuốc. Tôi liền đi đến, đón chén thuốc, cầm ở trên tay, cái gì bằng hữu? thuốc còn chưa uống mà bệnh đã hết được một nửa rồi được sự quan tâm chăm sóc này thuốc uống vào thì bệnh sẽ khỏi rất nhanh đặc biệt rất nhanh cho nên một đời của con người có hai nguồn sức mạnh hoàn toàn không cần bạn phải đền đáp luôn cho bạn sức mạnh to lớn trong suốt cuộc đời của bạn đó chính là sự giúp đỡ của cha mẹ anh em Đối với bạn Vì vậy trong quá trình Tôi đi thúc đẩy văn hóa truyền thống Đều không có cảm giác bị cản trở gì Thường hay nghĩ ở sau mình Có một sức mạnh vô cùng to lớn Chúng ta xem thấy những tình nghĩa Của người xưa như vậy Tình nghĩa anh chị em Chúng ta Phải noi theo người tài đức anh em vào thời xưa Ngay cả giận mạng cũng có thể xả bỏ cho người anh em này Những người thánh hiền như vậy Vào thời xưa Lúc nào cũng nghĩ đến việc có thể vì anh em Có thể vì anh chị em Mà làm được những việc này Vậy thì hiện nay chúng ta Có thể chỉ vì một việc nhỏ nhặt như hạt cát Mà lại đi cãi vã nhau với anh em hay không Có thể đi gây hấn xung đột với anh chị em hay không Có nên hay không không nên chút nào vì vậy đích thực là con cháu tuy ngu dốt nhưng kinh sách không thể không đọc con cháu đời sau không biết đọc sách thì sẽ không hiểu được đạo lý làm người họ đều cảm thấy là giành được vào tay mình là của mình rồi kỳ thực người xưa chịu xả thọ mạng của mình cho anh em thì thọ mạng của họ có bị rút ngắn đi hay không không có rút ngắn cái tâm trí thành đó của họ Là có đức hạnh Cho nên còn được tăng trưởng thêm thọ mạng Rất nhiều người xả bỏ tiền tài Không tranh giành tiền bạc với anh em Điều là kiểu anh trai thì nhiều một chút Hoặc là em trai thì nhiều một chút Có phải là vì sau này Thành ra không có tiền hay không vậy Có phải không? Không phải Tôi xem trên sự sách thì thấy nhiều vô kể Sau khi đem quyên tặng Thì không những chính mình không những không mất tiền Con cháu đời sau Còn được có tên trên bản vàng Phước gì sau rất lớn Cho nên khi chúng ta thật sự Đang biểu diễn ra tấm gương đức hạnh Để cho con cháu xem Thì gia đình chúng ta mới có thể hưng dưỡng Đời sau của chúng ta Mới có thể học được tấm gương tốt Trưởng dưỡng đức hạnh cho chúng Sau khi có được cái đức hạnh này Thì sự nghiệp một đời của chúng sẽ có được Nền móng tốt Nhất định là sẽ có sự phát triển rất tốt được rồi tiết học này chúng ta chỉ nói đến đây thôi xin cảm ơn mọi người